Sáng ngày 1 tháng 6, nhằm 14 tháng 4 năm Quý Mão, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 đã trang nghiêm kính mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567 và thành kính tưởng niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Chiêu Thân. Quang lâm chứng minh có trưởng lão Hòa Thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh và quận 3. Đúng 6 giờ sáng, Chư Tôn Đức giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, lãnh đạo chính quyền các cấp và tăng ni Phật tử trang nghiêm niệm Phật, cầu gia hộ, chào đạo kỳ và quốc kỳ. Tại buổi lễ, đại chúng trang nghiêm lắng nghe thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tuyên đọc. Sau thông điệp của Đức Pháp Chủ, Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 3 tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa Thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, đại chúng cùng hướng về tôn tượng Phật sơ sanh, ba hồi chuông trống Bát Nhã vang lên trầm hùng, tái hiện lại khung cảnh toàn nhân loại vui mừng đón Phật đản sanh. Theo đó, Chư Tôn Trưởng lão Hòa Thượng, lãnh đạo chính quyền thành kính dâng hương cúng dường, tăng ni Phật tử đồng thanh tụng kinh khánh đản. Dịp này, đại chúng cùng lắng động thân tâm, dành một phút mặc niệm để tri ân công đức to lớn của Bồ Tát Thích Quảng Đức và Chư Thánh Tử Đạo đã vị Pháp thiêu thân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước cách đây đúng 60 năm, năm 1963, năm 2023. Tại chính nơi lịch sử này, ngã tư Phan Đình Phùng Lê Văn Duyệt, nay là Nguyễn Đình Chiểu, cách mạng tháng 8. Nói về sự kiện này, trong diễn văn Phật đản Phật lịch 2567, Hòa Thượng Chủ tịch nhấn mạnh, Pháp nạn năm 1963 là di sản vô giá của Phật giáo Việt Nam được lịch sử khắc sâu ghi nhớ để lại muôn đời cho hậu thế. Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 và tưởng niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Chiêu Thân do Ban Trị sự Phật giáo quận 3 tổ chức thành công tốt đẹp, kết thúc bằng hoạt động thả chim bồ câu và bong bóng cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.